chú. Xin chào ông bà cô chú anh chị. Hôm bữa trời mới đẹp rồi, hôm nay trời âm u đen thui rồi, chuẩn bị mưa. Nhưng mà mưa thì mưa mà nhà dịch cũng vẫn phải đi ra ngoài đường. Ta nói lần nào cũng vậy hết trơn á cả nhà. Mỗi lần mà đi về Việt Nam qua lại thì điển là thế nào cũng có chuyện à. Hồi năm ngoái á là ta nói vừa mới ở Việt Nam qua đi về lại thì điển thì Sophia nó bị cái lỗ tai á cả nhà, phải đi bệnh viện nè, rồi đủ thứ hết. Năm nay á là về tới nhà ăn uống xong cái rửa chén, xong cái máy rửa chén tự nhiên cái nó bị hư, cho nên bây giờ hả nhà dịch sẽ đi ra ngoài chỗ chợ hả, kêu là gì, siêu thị điện máy hả, đi vô trong đó để đi mua máy rửa chén mới. Đi chào bà cô chú. Con đang đi đâu á? Con đi IKEA. Con đi Egiganten. Okay, không thôi, đi mua máy rửa chén chứ không. Okay, Alice làm hư máy rửa chén nè. Alice làm hư máy rửa chén nè. Vô mua không hay là cho Alice rửa bằng tay? IKEA. Cho Alice discover hả? Dạ. Dạ, Julia rồi. Cho Julia rửa bằng tay nha. Không hả? Vậy chứ Alice làm gì? Đi mua phải không? Có tiền không? TV. Alice có tiền không? Em. Dạ. Bà. Con đừng có bật đầu em như vậy. Hôm nay thấy tiệm để phía ngoài đây đang giảm giá. Mega Punk Princess là đang giảm giá đó cả nhà. Hy vọng là nó có giảm cái máy rửa chén mà nhà dịch muốn mua. Coi chừng xe, Alice, coi chừng xe. Coi cái gì? À rồi đó, chị hai chị ba vô đây là thấy tới mấy trò chơi điện tử. Ở đây bán cũng khá là đầy đủ luôn đó cả nhà. Hên quá, sao tự nhiên hôm nay thấy có giảm giá vậy ta, giảm giá vô mùa hè. Trời ơi, mấy bạn nhỏ, mấy bạn dịch này nè, tao nói đi tới đâu là náo loạn tới đó à. Con đừng có la, con chạy coi chừng rớt. Tụi con chạy coi chừng rớt bể đồ trong đây là bỏ tụi con ở lại luôn đó nha. Phía bên này là bán bên bếp. Mấy cái này là mấy cái lò nướng âm tường đó cả nhà, đẹp. Mà giá cũng không có mắc nha. Cái này đang giảm giá nè. Nguyên một cái lò nướng như vậy chỉ có 6.000 thôi à. Cái này âm tường. Còn bên đây là máy rửa chén nè. Cái này đang giảm giá nè. Đưa mày coi cái giá này. À cái hiệu này hiệu lạ quá. Giá của nó là 4.000, giảm còn 3.800. Nhưng mà hiệu lạ quá, không mua hiệu này đâu. Mấy cái bếp ở trong đây đẹp quá cả nhà, bự quá trời bự luôn. Còn cái máy rửa chén mà nhà dịch muốn mua đó là hiện tại là trong cửa hàng hết rồi, cho nên bây giờ là phải đi đặt đem về thì phải trả thêm 350 đồng tiền thì điển nữa, là khoảng 700-800 ngàn nhá, người ta chở về tới nhà luôn. Tại vì bây giờ cái chỗ gần nhất là cách đây 100 km lận mới có cái máy đó. Đây là cái máy nhà dịch muốn mua nè cả nhà, thì máy rửa chén nó như thế này nè. Nhưng mà bây giờ nó chỉ còn có một cái này, là cái máy này là chỉ để hàng trưng bày thôi, không còn trong kho nữa, cho nên bây giờ phải đặt. Thì giá của nó là 9.495 đồng. 9.495 đi là khoảng 19-20 triệu. Thì bên trong cái máy nó cũng bình thường thôi chứ cũng không có gì đặc biệt hết trơn á đó. Cái này trên đây thì để ly, muốn để gì cũng được. Phía dưới đây thì để chén dĩa. Nó có một cái chỗ này là để mấy cái đũa, rồi mấy cái giống như là làm dao nĩa rồi đó. Mua xong rồi cả nhà ơi, đặt ở trên online thôi, người ta sẽ chở tới tận nhà. Thì bây giờ trả tiền xong rồi phải đợi tới mấy ngày nữa là mới có cái máy trở về. Thì trong thời gian này anh Mít cảnh sẽ rửa bằng tay. Bây giờ nhà dịch sẽ đi ăn trưa, làm chuẩn bị xe kéo rồi này kia để chở cái máy đi về. Tại giờ sáng này trước khi đi là thấy là
ở trong chỗ này nó bán là còn 5-6 cái máy lận, mà tại vì vậy là vô tới đây cái nó hết trơn rồi, người ta đặt người ta mua hết rồi. Bây giờ thì mấy đứa nhỏ nó đòi đi qua bên IKEA ăn đồ ở bên này á, cho nên nó hả cho mấy đứa nhỏ đi bộ qua bên đó, còn mất anh lấy xe là anh chạy với thị lý đi qua sau. Con có thấy mình hên không? Mình đi bộ đi vô hôm nay trước cái mình không bị mắc mưa, ba với em Alice bị mắc mưa ở ngoài kìa. Mưa quá trời mưa luôn rồi ông bà cô chú anh chị ơi. Ngày hôm nay là mưa tầm tã luôn á. Mùa hè gì bên Thụy Điển ngày năm nay gì chán rồi ta, mưa suốt luôn à. Rồi đi lên đi kiếm gì ăn trưa thôi. Mấy đứa nhỏ bữa giờ nó đang nhớ cái món thịt viên của IKEA lắm. Hey Alice, chef Bula, chef Bula. Bữa nay trời mưa đó cả nhà mình, cho nên nó hả với lại vô cái ngày nghỉ hè rồi đó, ai cũng ở nhà hết trơn á, mà trời mưa người ta không có đi ra ngoài biển được, cho nên ai cũng chạy vô trong mấy cái trung tâm mua sắm với lại IKEA. Đông quá trời luôn, đứng xếp hàng. Bình thường là đứng xếp hàng phía trong kia kìa, mà bữa nay nó ra tới tuốt ở phía ngoài đây luôn. Đứng đợi nãy giờ nửa tiếng đồng hồ hơn rồi đó mấy mua được đồ ăn nè bà cô chú anh chị ơi. Chị Hai giỏi quá, chị Hai ra giúp ba khiêng đồ. Này bà cô chú ăn. Lít ăn thịt viên. Này ăn bà cô chú ăn. Julia cũng ăn thịt viên luôn rồi, chị Hai ăn gì vậy? Này ăn bà cô chú ăn. Chị Hai cũng ăn thịt viên luôn. Anh Mít với lại mình nó thì ăn cá, cái này là cá tuyết đó cả nhà. Với lại khoai tây luộc, tôm với lại cái nước sốt gì đó không biết nữa. Mời cả nhà. Đi trong IKEA đó mấy đứa con nít đó ăn xong á là sẽ được ăn kem miễn phí đó mà cô chú anh chị. Julia mở mà cô chú ăn kem kìa. Mẹ mà cô chú ăn kem. Ừ, con ăn đi. Mấy đứa nhỏ có tráng miệng thì người lớn cũng có tráng miệng nữa cả nhà. Anh mất ảnh mua cái này là cheesecake dâu. Bên kia là citrun meringue. Là cái bánh chanh á, ở trên này là giống như là cái meringue, là cái lòng trắng trứng đánh bông lên để nướng á. Cái này lấy gì ạ? Voy de Fonot phải không? Voy de Fonot? Picot. Picot. Picot á. Cái này là cái hạt hạt pecan nut làm thành là cái bánh. Chừng đổ, có chừng đổ, có chừng đổ, có chừng đổ kìa. Con lau tay, con dục vô trong cái dĩa đi. Rồi chùi miệng luôn. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Lít muốn gì? Ăn cái gì? Ăn cái đó là ăn cái gì? Con nói đi, ăn cái gì? Ăn bánh dâu. Bánh này đúng không? Bánh này là bánh yêu thích của Lít nè. Ôi rồi xong, rớt miếng dâu luôn rồi. Ê ăn cái kiểu gì mà sao múc cái dâu ăn không vậy?
Đó, thấy không? Chị hai, chị ba biểu tình này kìa. Bà khôn nó mà lấy cái đồ ngon ở trên má ăn trước à. Rồi. Ngon quá. Ủa, cái này là pecan. Nó ngọt quá. Cái bánh, cái đậu á, ngọt lắm. Đành uống mấy cà phê á. Mấy bữa trước không có bánh này, bữa nay có bánh mới, mùa hè có bánh mới. Cái này là citron meringue đúng không? Cái kem chanh đó thì nó ngon nha, nhưng mà cái lòng trắng trứng đánh lên nó ăn nó hơi bị tanh cái mùi trứng lắm. Nhưng mà cái kem với cái bánh ở dưới rất là ngon. Giỏi quá Liếc. Ăn xong rồi giúp ba đem dĩa ra bỏ lên trên đây cho người ta rửa nè. Quá trời giỏi luôn à. Chị hai thì xách hết mấy cái áo khoác của em rồi. Giỏi quá chừng giỏi. Liếc ơi. Con sâu thấy ghê quá. Kem IKEA ngon bổ rẻ cả nhà. Một cái cây kem vani như vậy là chỉ có 7 đồng thôi, là khoảng 15 ngàn tiền Việt Nam á. Rất là ngon. Còn cái kem sô-cô-la sao bữa nay rẻ lắm luôn á. Kem sô-cô-la có 5 đồng mà rẻ hơn nữa. Mấy bạn nhỏ hôm nay ăn thử cái kem sô-cô-la này. Nhưng mà sô-cô-la này nó là chay, nó không phải làm từ sữa mà nó làm từ ngũ cốc. Ngon không Alice? Alice không mời ông bà cô chú ăn hả? Alice có bộ chê cái cây kem sô-cô-la này rồi nha. Thấy cái bộ không có ăn mạnh miệng. Kem sô-cô-la ngon không? Vậy hả? Vậy hồi nãy mẹ nói mà con không nghe. Con đòi ăn thử. Ok, bây giờ con thấy vậy. Nhưng mà chị hai sao? Chị hai có thấy vậy không? Cái tóc chị hai thấy ghê quá, nãy vô trong cái khu vui chơi của con nít á, mấy chị em lăn lộn. Con thấy cái kem nào ngon? Vani. Kem vani ngon hả? Con bình thường. Nhà con muốn thử. Nhà con muốn thử. Ok, rồi con thử lại nè, con ăn thử cái của mẹ nè. Kem vani ngon hơn đúng không? Vậy lần sau nghe lời mẹ nha. Mẹ biết cái gì ngon, mẹ biết cái gì không ngon đúng không? Nhưng mà không sao đâu, bây giờ con thử rồi con mới biết là nó không ngon. Ồ. Oh. Kem vani ngon hơn. À, vậy là lần sau là chỉ ăn kem vani thôi đúng không? Dạ, con thích kem vani. Ừ. Cái kem sô cô la. Kem sô cô la dở quá cho nên nó hả mua cây khác cho mấy bạn nhỏ ăn. Cái vani nó béo mà nó thơm ngon lắm luôn á. Còn cái kia do nó là bằng sữa, bằng ngũ cốc á, cho nên cái mùi nó hơi bị nồng nồng cái mùi bột mì á cả nhà. Còn cái này là bằng sữa thiệt nè, cho nên nó béo, nó thơm lắm. Ăn kem xong rồi cả nhà thì mới phát hiện ra cái bàn bên kia, cái chú mà người giống như là người Ấn Độ á, chú đó là diễn viên cũng nổi tiếng của Thụy Điển á. Mà diễn viên của mình đây cả nhà thấy ông rất là
rất là đơn giản luôn á, đi đâu ngoài đường như ở đây không ai nhìn, không ai coi, không ai nói gì luôn á, không ai để ý tới luôn á. Hồi nãy trong IKEA đó chơi cái đá banh này nè, vui quá cho nên anh mít ảnh chiều Alice, ảnh mua cho Alice cái banh với lại cái khung thành này luôn nè, đừng cho về nhà tha hồ mà đá. Tại vì cái này cả nhà biết không, nó mềm á, mình đá ở trong nhà không có sao hết trơn, không có bị bể đồ. Chứ còn cái banh bình thường đá là banh nhà luôn. Cái này là giống như cái banh bằng gấu nhồi bông vậy đó mà. Ê, có mẹ hả? Tới mẹ hả? Ok, đưa đây để mẹ đá cho. Ôi, nè. Mẹ đá giỏi quá à, Lít đá giỏi hơn mẹ. Ừ, biết rồi, đá vô trong nó mẹ biết rồi, nhưng mà mẹ đá dở quá, đá dở hơn Alice nè. Đâu Alice đá coi. Wow, Alice giỏi quá, mà cô chú thấy Alice giỏi cho Alice một like, một trái tim nha, mà cô chú anh chị ơi. Bye bye em, anh đi chơi. Anh mít hôm nay ảnh có hẹn với lại cái anh đồng nghiệp của ảnh. Hai người hẹn hò nhau đi coi phim á, cả nhà mà bỏ em Thư ở nhà với mấy đứa nhỏ nè. Lít nó giận rồi kìa, thấy không? Hai ông này ông đi hẹn hò nè cả nhà, chịu nổi không? Anh mít ảnh bỏ vợ ảnh đi hẹn hò với trai vậy đó, mà cô chú anh chị thấy không? Sophia, Julia thì đi qua hàng xóm chơi mất tiêu rồi. Bữa giờ là nhà dịch về cũng được 2-3 ngày rồi, nhà dịch không có ra cái clip mà đi về á, là tại vì cả nhà biết sao không? Buồn lắm cả nhà ơi, đi chơi thì vui lắm mà tới lúc mà đi về lại cảnh chia tay ngậm ngùi buồn lắm, cho nên mình không có muốn mà quay cái cảnh đó. Thôi kênh nhà dịch là lúc nào cũng vui vẻ hết trơn á, chứ còn mà quay mấy cảnh buồn buồn á mà tự mình cũng thấy buồn nữa, cũng không muốn quay nữa, cho nên thôi không có quay, về luôn thì điển luôn. Cho nên mấy bữa trước á không có ra được clip là tại vì đi ngồi máy bay cả nhà. Cái đợt này đi máy bay của hãng Pháp bay cái giờ, tao nói cái giờ nó cũng kỳ cục lắm. Hồi bữa từ thì điển bay về Việt Nam thì 6 giờ sáng là mới có 2 giờ đêm, mà 2 giờ mấy đêm là phải đi ra sân bay rồi. Rồi đi về lại thì điển thì là 9 giờ sáng. 9 giờ sáng thì sáng sớm cũng phải đi sớm rồi, còn bữa trước ngày hôm đó là phải đi mua đồ để mang qua thì điển, rồi phải xếp hành lý rồi này kia, mệt quá cho nên không có ra clip hay ngày á cả nhà. Đó là lý do nguyên nhân đó. Bây giờ thì cả nhà cùng em Thư đi xuống coi xếp hành lý ra nha, coi em Thư mua được gì đem qua thì điển nha. Vậy là cuối cùng gần 6 tuần đi về Việt Nam của nhà dịch cũng đã kết thúc rồi cả nhà ơi. Hôm nay là vừa mới về tới thị điển nè, mới vừa lấy khui mấy cái vali ra. Nhà dịch 5 người là được 5 cái vali, mỗi cái vali như vậy là 23 kg. Mà em Thư mua hết 3 cái vali đầy, đựng toàn là đồ ăn không à cả nhà ơi. Thì ta nói chọn là thèm ăn mấy cái đồ ăn vặt á. Đi mua mấy cái này nè, bánh tráng này nè. Mấy cái bánh tráng này nó nặng ký dữ lắm, nhưng mà tại vì thích á, cho nên mua bánh tráng, mua ra mấy cái bánh mứt đồ quá trời quá đất luôn. Nếu mua mấy cái đồ lặt vặt nè, anh mít ảnh thích bia Tiger của Việt Nam á, cho nên nó xách bia đem qua nữa. Rồi mấy cái này mua cho mấy đứa nhỏ mấy cái chai nước uống nè. Mua cái thùng này á là cái nấu cà phê á, nhà ông bà nội hay nấu cà phê bằng cái này á, mua cái này thêm ở trong đây, đựng thêm bia ở trong đây nữa. Anh mít ảnh sợ bia nó đập nó bị đổ ra ngoài á. Xong rồi mua mấy cái giỏ đan giống như vậy nè cả nhà. Thì mấy cái đan thủ công này á, ở bên thị điển mấy cái người ông bà nội rồi đó, bên bạn của ông bà nội á, rất là thích mấy cái dạng giống như vậy, cho nên em Thư mua rất là nhiều mấy cái giỏ này nè, để đem qua tặng cho mỗi người một cái làm quà. Rồi ta nói hả, mua không biết mua cái gì nữa cả nhà ơi. Mua nhiều lắm lắm luôn á. Mua khô. Khô cá lóc nè. Khô cá lóc. Rồi cái này khô cá dứa. Đây là khô cá dứa. Tại vì đi lúc mà mấy lần trước đi về Việt Nam á, không có mua, xong cái đi qua lại Việt Nam, cái qua lại bên Thụy Điển cái thèm đủ thứ hết. Rồi cậu ba mua cho mấy cái nón hấp dầu cho mấy đứa nhỏ, tại vì thấy tóc của tụi nhỏ kiểu bị khô á, mua cho mỗi bạn một cái nón hấp dầu.
Hôm bữa chị bạn ở bên này là chị ở Đà Lạt á, chị cho ăn thử cái bánh tráng mè là bánh đa này nè, bỏ vô cái micro nướng lên ăn á, xúc với lại mấy cái gỏi rồi này kia ngon quá, cho nên giờ về cũng mua cái này để mang qua. Mà tao nói một cục như vậy là một ký mấy, cái cục này là gần 2 kg luôn, nó nặng lắm. Toàn là bánh tráng đồ ăn không luôn á cả nhà. Mấy cái này là mấy cái tuyết đào, lễ đào gì đó. Cái này là hôm bữa đi đi ngoài tiết yến nè. Rồi lễ đào, chocola. Rồi cái này là mua là hạt đác. Hạt đác để đem về nấu chè ăn. Bánh tráng của chị bán trà sữa, chỉ cho mấy bịch á, đem theo mấy đứa nhỏ nó cũng khoái ăn á, cho nên đem về cho mấy đứa nhỏ ăn. Xách mấy bịch đi cho sân bay ăn rồi. Còn cái này là rau tiếng vua nè, cũng mua rau tiếng vua về ăn thử luôn. Đây là khô, trời ơi, đợt này nhà dịch mua nhiều khô lắm. Khô cá thiều, cái này cũng cá thiều luôn. Hút chân không với vậy á, cho nên đem qua rất là dễ dàng. Rau câu cho tụi nhỏ. Còn cái này á, là nhãn nhục để nấu sâm bổ lượng, nấu chè nhãn nhục quá. Cái này gắn vô trong cái hôm bữa đi ra ngoài 3 tháng 2 đó, thấy bán rẻ quá trời rẻ luôn, trong nên mua cái này đem về để vô trong xe để live stream hay là quay phim cho cả nhà mình xem. Anh Mít ảnh về Việt Nam ảnh bị mê cái món muối tôm, ăn trái cây chấm muối tôm á, cho nên mua rất là nhiều muối tôm đem về cục nặng ký, mua tới 2-3 kg muối tôm nè. Cái này là mỗi một cục như vậy là 1 kg nè. Đó, đây khô cá thiều nữa nè. Cậu qua mua cho mấy túi này để đựng điện thoại, đựng này kia cho mấy bạn nhỏ, không cho đem hốt đem về luôn. Mua rau câu để làm rau câu cho mấy bạn kia ăn. Ở Việt Nam đang hot trend mấy cái này á, cho nên á hả, cũng mua cái này về luôn rồi á hả, tặng cho Sophia, nó đem đi tặng cho bạn á, mấy bạn hàng xóm á, mỗi một người cây cũng vui. Khá là rẻ tiền. Bên đây khô nữa nè cả nhà. Khô cá dứa. Khô cá dứa nữa. Rồi cái này khô cá lóc. Tại vì á hả, mình không có bỏ đóng một cái ba lô, một cái vali đồ ăn riêng biệt với nhau, tại vì nếu mà đóng như vậy á rất là dễ bị cái ở ngoài hải quan á bắt lại á, tại vì người ta thấy đồ ăn không người ta sẽ bắt khui ra, cho nên là em Thư là thường là hay để mấy cái đồ ăn để lẫn lộn với đồ quần áo luôn. Còn cái này á là hủ tiếu, cái dạng hủ tiếu này rất là ngon nha. Hủ tiếu dai á nha, mà cái sợi nhỏ này nè rất là dai là ngon. Bữa về mẹ làm cho ăn á ngon lắm, cho nên nó hả, một bịch như vậy là nửa ký. Đây không có nhiều ký lô cho nên cứ mua mỗi thứ ít vậy đem về để dành ăn. Là hắn quả về nấu nước uống cho nó mát. Cái gì nữa đây? À đây, đây là nem Như Lan, nem chua Như Lan. Xách nem qua được luôn nha cả nhà ơi, xách trót lọt luôn, xách được 2 cây nem. Mỗi cây như vậy là bao nhiêu ra? Nửa ký ra ta? Đúng rồi, nửa ký. Rồi à, cái này là cái gì vậy ta? Cái này là ớt. Ớt đó cả nhà. Ớt xanh. Em Thư rất là thích ăn ớt này, cho nên nó hả, mua ớt xanh này qua để dành ăn. Cái này là mấy bịch đồ, đồ làm điệu, làm đẹp. Táo đỏ. Rồi cái này là rong biển á cả nhà. Cái rong biển khô này nè, mình ngâm lên mình nấu chè mình ăn, hoặc là mình làm gỏi rong biển ăn cũng rất là ngon nha. Cũng sắp qua mọi thứ một ít. Cái này cũng vậy luôn, cái này là như không biết cái gì á, mũ trơm hay là không biết luôn á. Mũ trơm, đúng rồi, cái này chắc mũ trơm nè. Còn nãy gì á, mua nhiều quá mà không biết cái này là cái gì, là cái gì luôn á cả nhà. À bia của anh Mít, ảnh mua bia Sài Gòn, tại vì về Việt Nam ở Sài Gòn cho nên ảnh mua bia Sài Gòn. Tại vì cứ nhét vô vậy đó, ảnh đem 10 lon bia Sài Gòn về, rồi 10 lon bia Tiger về để cho tặng mỗi người vài lon uống cho nó lấy thảo thôi, chứ uống nhiều thì không có đủ ký lô á cả nhà. Bắt đầu khui tiếp cái thùng ở bên này nữa nè. Bên này là toàn là mấy quần áo, đồ ăn rồi này kia không.
Julia nó lựa cái này nè, là của cậu ba mua cho mấy bạn nhỏ xong rồi, rồi lựa cái này nữa đem đi tặng cho bạn hàng xóm Stina nè. Cái này á, là áo dài của anh Mít, mua đặt mai bộ áo dài cho anh Mít để đi qua bên này có dịp á, để cho anh Mít ở mượn áo dài. Cái này là tiêu xanh đó cả nhà, tiêu xanh tươi á. Em Thư rất là thích ăn tiêu xanh cho nên nó hả mua tiêu xanh qua, mua mấy ký tiêu xanh đem qua vậy. Hôm qua đó hả đi mua, tại vì không có dám mua sớm á, sáng sớm em Thư bay rồi 3 giờ đêm, tội nghiệp cậu ba lắm, 3 giờ đêm cậu ba chở đi ra ngoài chợ, chợ đầu mối á, mua mà tao nói đi vòng vòng đi kiếm, tại vì người ta bán á, người ta không có bán nhiều, không hiểu là sao quá, chợ Sài Gòn á không có bán nhiều tiêu xanh nha cả nhà mình. Tao nói đi vòng vòng đi kiếm cả ngày hôm trước luôn cũng không có ai bán hết trơn. Phải đợi tới nửa đêm đi ra chợ đầu mối mua, thì mỗi một chỗ như vậy người ta bán con hộp như vậy thôi à. Chứ người ta cũng không bán nhiều nữa, em Thư không biết nữa hay là học đi không đúng chỗ hay sao. Còn cái này á là cái thịt heo cái gì sườn non chay á. Mấy bạn nhỏ rất là thích ăn cái món này. Cho nên mình cũng mua sách đem về cho mấy bạn nhỏ ăn. Khô gà, cao câu, rồi khô gà tiếp nữa nha cả nhà. Đây muối tôm, cứ chia ra bịch vậy đó cho nó dễ. Rồi cái này á, là măng rừng Tây Bắc nè, mua măng về để nấu gà, nấu măng, vịt nấu măng rồi đó. Em Thứ rất là thích ăn. Cái này nữa nè, sườn non. Còn đây là cái gì ta? À cái này là khô nữa. Năm nay là mua khô nhiều, là cho là ăn khô chữ cơm luôn, khô cá đù. Đây mấy cái hộp mỹ phẩm của cậu ba mua cho. Hạt gogi, mua mấy cái mạt này về để làm mấy cái món Việt Nam á, thấy rẻ quá cho nên mua vậy thôi cả nhà, chứ bên Thị Điển cũng có bán nữa nhưng mà hơi mắc chút xíu, nhưng mà thôi có ký lô cho nên sẵn mua luôn. Bên đây là mua mấy cái đồ của mấy bạn nhỏ nè, ta thấy quần jean rồi này kia, mua đồ quá trời mua luôn. Nói mà quần áo, mua quần áo cho mấy đứa nhỏ là đa số cả nhà. Tại vì đồ ở bên Thị Điển nó mắc lắm. Mà mấy đứa nhỏ thì nó bận mau chật á. Tiếp là khô gà nữa nè. Đó, đồ của mấy bạn nhỏ không. Bên này là tiếp tục là đồ ăn chơi. Da heo sấy, cái này mua về tại vì bữa mấy bạn nhỏ ăn thấy ngon quá cho nên mua đem về nè. Rồi đậu câu tiếp nữa nè. Đó, đây muối nữa. Rồi cái này là trái xay á cả nhà. Trái xay mà người ta ngâm chua ngọt á. Dưới cũng da heo. Rồi muối. Quá trời quá đất luôn. Cái này chị kia ở Đà Lạt chỉ tặng cho đó cả nhà, khoai lang mật nè. Rồi hồng treo gió. Ui, bên đây toàn là rau câu không à. Rau câu đủ loại rau câu, mua cho mấy bạn nhỏ ăn nội mà. Rau câu không à, mua 5-6 kg rau câu cho tụi nhỏ ăn. Tại vì nhà mấy đứa nhỏ nó thích ăn lắm. Nguyên cái bịch này là toàn là rau câu đủ loại hết. Ôi ơi, nó nặng ghê luôn á. Còn bịch này là cái gì ta? Trời, mua nhiều lắm mà. Tao nói không biết mua cái gì là cái gì luôn á. À, mua giải. Mua giải đi qua để làm công chuyện đó cả nhà. Đây, khoe luôn. Cái cục này á là nấu phở. Để bỏ mấy cái gia vị nấu phở vô để nấu. 50.000 ở Việt Nam bán nè. Thấy bán cũng hay vui vui cho nên mua luôn. Em Thư hay nhét thùng lum đồ lắm vô. À đây nữa, anh Mít anh về Việt Nam á, mấy cái ca cách nhiệt như thế này nè anh thích lắm, mua theo kiểu đúng xì tay của Việt Nam luôn. Đó, mua sách qua cho anh vui.
còn gì trong đây nữa không vậy thôi. Không, cái vải này để anh Thư làm công chuyện. Làm công chuyện gì thì bí mật sẽ được bật mí sau. Nhưng mà cái bí mật này nó hơi lâu nha cả nhà mình. Trong đây lại đồ ăn nó thôi, thiên ra đây đi. Quay cho cả nhà mình coi, đứng mỏi lưng quá. Mua mấy cái gia vị để nấu phở này cả nhà. Gia vị nấu phở rất là tiện lợi. Ở bên này cũng có bán mấy cái này nữa, nhưng mà kiểu pha pha vô á, nhiều khi cũng mệt á. Về Việt Nam á, cái gì cũng có sẵn hết trơn, người ta làm sẵn rồi, mình về mình chỉ việc cái hả, mình rang lại chút xíu thôi, còn không rang lại cũng được nữa. Để nấu phở ăn. Táo nữa nè, một tí táo đỏ nữa, để về hầm gà. Lít vừa ngủ rồi hả? Ừ. Trời ở ngoài vẫn còn sáng trưng luôn á cả nhà mình. Tao nói mùa hè sáng vậy đó, nhưng mà hả tối rồi, giờ này cũng là 9 giờ mấy rồi, gần 10 giờ tối rồi. Mùa hè là mấy bạn nhỏ đó hả, tao nói thức trễ dữ lắm luôn á. Thôi đi ngủ ông bà cô chú anh chị ơi, clip hôm nay cũng dài rồi. Bye bye ông bà cô chú, hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị và các bạn vào clip sau. Chúc cả nhà mình ngủ ngon. Bye bye ông bà cô chú ơi. Đi nè đi. Bye bye. Bye bye. Clip sau. Bye bye.